Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xương khớp đau nhức nhối cũng mất dấu vết, chỉ với nguyên liệu cực đơn giản này, chỉ sau một tuần khỏi tốn tiền đi bác sĩ. Quý vị thân mến, nếu bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, thì đối với nguyên nhân gây ra sự tàn phế, khó có căn bệnh nào có thể vượt qua được các bệnh lý về cơ xương khớp. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh về xương khớp đang gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây và có xu hướng trẻ hóa. Nếu không có phương pháp chữa trị kịp thời, các cơn đau sẽ không thuyên giảm và ngày càng nặng dần lên, gây đau cơ, biến dạng khớp, thậm chí là dẫn đến bại liệt suốt cả đời. Và để giúp mọi người phòng ngừa và điều trị căn bệnh phiền toái này, ngày hôm nay Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ bật mí một phương pháp chữa dứt điểm căn bệnh này cực kỳ an toàn và không lo tái phát, chỉ với một nguyên liệu rẻ tiền. Nếu kiên trì áp dụng, các cơn đau bỗng dưng sẽ biến mất mà không cần phải sử dụng bất kỳ một viên thuốc tây nào. Vậy đó là những nguyên liệu nào mà lại có tác dụng kỳ diệu đến như vậy? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi qua video sau đây. Ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ người mắc các chứng bệnh về xương khớp chiếm khoảng 40% dân số. Cứ 100 người thì có đến 27 người bị đau lưng, 20 người bị đau vai và 8 người bị đau khớp, 3 người bị viêm khớp. Cơn đau không đơn thuần chỉ là do sự thay đổi của thời tiết, do ngồi, do làm việc sai tư thế, mà còn là do dấu hiệu của những căn bệnh về xương khớp nguy hiểm, cần được phát hiện sớm để phòng tránh các nguy hiểm như hạn chế vận động, tê yếu tứ chi, thậm chí là tàn phế bại liệt hoàn toàn. Sau đây là những phương pháp điều trị đau nhức xương khớp tại nhà, an toàn mà hiệu quả lại cực kỳ cao, chỉ với nguyên liệu đơn giản này. Công thức thần kỳ chữa đau nhức xương khớp từ vỏ chanh. Chanh là một trong những loại trái cây thân thiện nhất đối với sức khỏe của loài người trên hành tinh này. Không chỉ dung nạp những chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể, chanh còn cung cấp sự hỗ trợ sức khỏe nói chung rất hiệu quả. Chanh chứa nhiều vitamin dồi dào, khoáng chất, nhờ đó chanh có khả năng chiến đấu với nhiều loại bệnh tật khác nhau. Ví dụ như, bệnh nhân tiểu đường uống nước chanh thường xuyên sẽ tăng cường miễn dịch, rất tốt cho hệ tiêu hóa, ruột và gan. Một trong những bộ phận thường bị bỏ đi nhất của chanh chính là vỏ chanh. Dường như chúng ta đều đánh giá quá ít với lợi ích của quả này. Đặc tính chữa bệnh của vỏ chanh đã được phát hiện ra từ thế kỷ 18. Vỏ chanh có tính sát khuẩn chống viêm cực mạnh, làm dịu đi những cơn đau từ các dây thần kinh và mao mạch máu. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, chanh không những tốt cho sức khỏe, mà vỏ chanh cũng mang lại rất nhiều lợi ích trong việc chữa trị bệnh đau nhức xương khớp. Nó giúp cho các mao mạch máu được thả lỏng và làm giảm các cơn đau nhức xương khớp. Cách thứ nhất, đun sôi vỏ chanh kết hợp với mật ong. Mật ong không chỉ là một trong những nguyên liệu phổ biến trong ăn uống, mà còn rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe như làm đẹp, tăng cường trí nhớ, chữa bỏng. Mật ong là phần chất ngọt do ong mật góp nhặt trong các bông hoa. Khác với đường trắng tinh luyện, mật ong được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa hữu ích và đặc tính kháng khuẩn rất tốt, có lợi cho sức khỏe trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cũng như làm đẹp. Cách làm: bạn chuẩn bị từ 2 đến 3 quả chanh, rồi gọt lấy phần vỏ cho vào nước đun sôi khoảng 5 đến 7 phút, rồi khuấy đều. Sau đó bạn có thể trộn thêm một chút mật ong để uống. Đây là phương pháp giảm đau viêm quanh vùng xương khớp rất hiệu quả. Cách thứ hai, uống nước vỏ chanh. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội cho biết, khi sử dụng chanh, chúng ta vẫn vô tình bỏ đi vỏ chanh mà không hay biết chúng là dược liệu chữa được nhiều bệnh nhất, tốt nhất, đồng thời có khả năng tiêu độc mạnh nhất. Thay vì vứt bỏ vỏ chanh sau khi vắt hết nước cốt chanh, thì bạn có thể giữ chúng và thực hiện theo các bước sau đây. Đầu tiên, bạn cho một chút vỏ chanh vào nước sôi, sau đó đun trong vòng vài phút, khuấy đều lên và đậy vung chờ nước sôi. Khi đã sôi, bạn có thể cho thêm một thìa cà phê mật ong
để dễ dàng uống hơn, duy trì uống đều đặn để mang lại kết quả tốt nhất. Cách thứ 3, dùng trực tiếp vỏ chanh thoa lên vùng đau nhức. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng trong vỏ chanh có khoảng 22 chất chống ung thư như limonin, citrate pectin, glycoside, flavonoid, vitamin C. Lấy phần vỏ chanh chín vàng, hâm nóng lên, khi vỏ chanh còn nóng, áp chúng vào khu vực đau nhức xương khớp. Sau đó cố định lại bằng băng gạc để nguyên như vậy trong vài giờ, sau đó lại tiếp tục lặp lại. Theo lương y Bùi Hồng Minh, nhiệt độ nóng từ vỏ chanh khi áp lên vùng đau nhức sẽ nhanh chóng thẩm thấu qua da tốt hơn, nên sẽ hiệu quả hơn trong việc giảm đau nhức xương khớp. Hơi nóng vỏ chanh giúp khu vực đau nhức xương khớp được thư giãn, tăng cường tuần hoàn tại chỗ, giải phóng các chất gây đau ở các chỗ vùng viêm, đồng thời làm cho những chất từ vỏ chanh thẩm thấu qua da, tác động trực tiếp vào vùng bệnh và phát huy tác dụng giảm đau, chống viêm rất tốt. Mặc dù vậy, khi sử dụng vỏ chanh chữa bệnh đau nhức xương khớp, bạn cần lưu ý không nên để vỏ chanh quá nóng rồi quấn vào khu vực đau nhức vì dễ bị bỏng. Đừng quên rửa sạch vỏ chanh vì có thể bị phun thuốc bảo quản bằng các chất bảo quản thực vật. Cách thứ 4, sử dụng chanh với dầu ô liu. Chuẩn bị từ 2 đến 3 trái chanh, dầu ô liu vừa đủ. Rửa sạch chanh, dùng tay hoặc dao bóp lấy phần vỏ bên ngoài trái chanh, sau đó dùng dao thái nhỏ vỏ chanh thành nhiều mảnh, chừng khoảng 2 đến 3 cm, để khi ngâm, tinh dầu và vitamin dễ chuyển hóa hơn. Đổ vỏ chanh vào lọ thủy tinh, rồi đổ dầu ô liu ngập lên, sau đó đậy nắp lọ thật chặt, giữ nguyên hỗn hợp trong khoảng 2 tuần tại nơi có nhiệt độ phòng, tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Sau khoảng 2 tuần hỗn hợp có thể sử dụng được. Bỏ bột hỗn hợp này để qua đêm sẽ giúp bạn giảm tình trạng đau nhức xương khớp cực kỳ hiệu quả. Dầu ô liu cũng là một loại dầu có khả năng chống lại các căn bệnh nhiễm trùng có tính kháng viêm cực mạnh. Trong dầu ô liu có chứa một hợp chất gọi là oleocanthal có tác dụng kháng viêm cực mạnh. Theo tất cả các loại mỡ dầu thường ăn bằng dầu ô liu có thể làm giảm chứng viêm, đau mãn tính trên khắp cơ thể của bạn, đặc biệt là tráng mỡ máu viêm khớp dạng thấp. Do đó sử dụng vỏ chanh hâm nóng hay có kết hợp dầu ô liu cải thiện nhiều bệnh về đau nhức xương khớp hơn. Cách thứ 5, sử dụng chanh với lá cây bạch đàn. Trong lá cây bạch đàn có tinh dầu khuynh diệp, có tác dụng làm mát khi thoa lên da, tạo cảm giác dịu mát, giảm bớt đi những cơn đau nhức. Bên cạnh đó còn có công dụng giúp hệ cơ và thần kinh thư giãn, đồng thời thúc đẩy máu lưu thông đến các bộ phận khớp bị tổn thương, từ đó giúp sửa chữa khớp bị tổn thương và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm. Cách thực hiện như sau: lấy một chút vỏ chanh vào trong một chiếc cốc, cho một chút lá cây bạch đàn vào dầu ô liu, đậy nắp trong vòng khoảng 2 tuần, sau đó lấy và thoa hỗn hợp trên và đặt vào cùng với khớp bị đau để qua đêm, bạn sẽ thấy triệu chứng khớp được giảm dần. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tinh dầu bạch đàn thoa lên vùng xương khớp bị đau, rồi tiến hành massage nhẹ nhàng trong khoảng từ 2 đến 3 phút để đạt hiệu quả cao nhất. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một thái độ sống tích cực có thể chưa đủ để đưa chúng ta đến với sự thành công, nhưng đó lại chính là con đường dẫn ta tới thành công, bởi thành công không bao giờ là kết quả của sự bi quan, chán nản, tuyệt vọng. Sống không có mục tiêu, thái độ sống tích cực luôn mang lại cho chúng ta sự thanh thản, không bị chi phối bởi những sự đố kỵ ganh ghét của cuộc đời đầy bon chen. Cuối cùng, cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn xem video ngày hôm nay của chúng tôi trên kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Nếu thấy video của chúng tôi hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ kinh nghiệm tới nhiều người biết hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.